Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.ro, người đọc Annie. Làm thơ là không am hiểu nhất. Ngân Châu lầu dưới, Trịnh Phu Tử từ trên cao liếc nhìn xuống Vân Tiểu Mặc. Con đọc qua Tam Tự Kinh, Bách Giá Tính cùng với Thiên Tự Văn hay chưa? Ngữ khí của hắn ngạo mạn, đối với con tư sinh, từ trong tư tưởng của hắn đã xem thường rồi. Có. Vân Tiểu Mặc gật đầu, trong lòng âm thầm khó chịu. Những thứ này là đồ vật của con nít, 3 tuổi bé đã có thể đọc lau lau rồi. Hỏi bé có biết những thứ này hay không, không khác gì vũ nhục trí thông minh của bé. Hơn nữa, mẫu thần nói, học những thứ này căn bản là vô dụng. Tốt nhất là đem thơ Đường, thơ Tống, thơ của những danh gia kính hiền toàn bộ học thuộc lầu mới là thực tế nhất. Bởi vì cái gọi được là 300 bài thơ Đường, không biết ngấm thơ thì cũng biết đối câu. Sau này nếu có người đòi tỉ thí tài nghệ, còn có thể tùy tiện sách ra một bài thơ mà dọa người. Chính phu tử sắc mặt không thay đổi, tiếp tục hỏi. Vậy học qua thi từ sao? Vân Tiểu Mặc suy nghĩ một chút, vẫn là ngênh ngênh, khiêm nhường một chút rồi mới nói. Hiểu sơ sơ. Cái gì gọi là hiểu sơ? Học qua chính là học qua, không có học qua chính là không có học qua. Tiểu hoài tử người nói chuyện, tại sao lại có thể nông cạn như thế? Trịnh phu tử sắc mặt bất thiện, giọng nói lại càng thêm bất thiện. Có đôi khi làm người ta chính là như thế, một khi võ đoán mà quyết định hiền lành hay là hung dữ, cho dù là có ý đồ tốt, cũng sẽ cảm thấy xấu xí vô cùng. Trịnh phu tử chính là ở trong lòng đã sớm ấn định cho Tiểu Mặc là con tư sinh, vậy cho nên bất kể bé con nói như thế nào và làm gì thì hắn cũng thấy không vừa mắt. Sắc mặt của Vân Tiểu Mặc có chút tối tăm, phồng má ẩn nhẫn, ánh mắt nhìn về phía mẹ ruột của mình, ánh mắt rất là do dự, cũng rất là dãy dụa. Dù sao nó vẫn chỉ là một đứa bé, không cách nào thời thời khắc khắc đều có thể hỉ nộ không ra. Vân Khê nhàn nhạt đưa ánh mắt nhìn chăm chú vào con, trong lúc vô tình cho bé thêm sức mạnh. Nàng biết nhi tử hiện tại đang đứng ở trong đỉnh giao chiến, bé có thể lựa chọn sự tức giận, sau đó một quyền đánh nhừ tử lão đầu chán ghét trước mắt, cũng có thể lựa chọn trầm mặc, sau đó tùy thời từ trong lòng mà bộc phát, để cho lão đầu này chán ghét đối với hắn triệt để thay đổi cách nhìn của mình đi. Phản ứng đầu tiên thì làm rất dễ dàng, con của nàng tuyệt đối có thực lực đó, nhưng mà một người dễ giận vọng động như vậy cũng không phải là điều nàng kỳ vọng nhìn thấy ở con. Nhi tử do dự, nói rõ chính hắn cũng là có cái ý thức này, điều này thì cũng tốt. Nàng tin tưởng nhi tử sẽ không để cho nàng thất vọng. Lúc này, một thanh âm trầm thấp từ xương phòng bên trái cầu thang truyền ra. Chính phu tử, ta nghĩ Tiểu Mặc có ý học vấn như là biển cả khôn cùng, như là túi sách không đáy. Cho dù là bé có học qua nhi tử, cũng là bất quá chỉ là một góc biển. Bé nói hiểu sơ sơ. Cũng xem như là thỏa đáng. Thử hỏi có đời này lại có thể ai nói mình gom hết cả biển học được. Cửa sổ xương phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, lộ ra khuôn mặt tuấn tú hơi có vẻ tái nhợt của Đông Phương Vân Tường. Tường thúc thúc. Vân Tiểu Mặc liếc thấy hắn đã xuất hiện ở nơi này, liền rất vui vẻ, tiếng nói ngọt ngào lượn lờ cả tòa lầu. Đông Phương Vân Tường thấy Tiểu Mặc cũng hé ra nụ cười ôn hòa, hắn xoay người rời đi khỏi cửa sổ. Một lúc sau, liền từ cầu thang cất bước đi xuống. Nhị hoàng tử điện hạ đến Thấm Dương Thành khi nào vậy? Sao cũng không lên tiếng một cái? Chẳng phải để cho bổn thái tử tiếp đái không chu đáo hay sao? Nam Cung Tỷ đối với sự xuất hiện của Đông Phương Vân Tường rất là kinh ngạc, đáy mắt sóng ngầm bắt đầu khởi động, không khỏi nổi trầm tư. Vân Tường huynh. Tây Môn Huyệt Diệp cũng theo lên tiếng chào hỏi. Những người khác theo thái tử xưng hô là biết hắn là nhị hoàng tử điện hạ, mà thái tử Tây Mộ Quốc xưng hô hắn là Vân Tường huynh. Hơn nữa, hắn thần sắc suy yếu, hiện tại đại khái hiểu rõ thân phận của hắn. Hắn chính là xếp hạng thứ tư trên bảng thiên hạ Mỹ Nam, Đông Lăng Quốc nhị hoàng tử Đông Phương Vân Tường. Nhìn hắn ỉu nhã bước xuống thang lầu, mọi người trước mắt sáng người, không hồ là Mỹ tử đẹp xếp hạng thứ tư. Phong tư này, khí chất này, hoàn hảo vô khuyết. Chỉ tiếc, thân thể của hắn quá suy yếu, quả là trời ghét tuấn nhan. Chẳng qua, họ lấy làm kỳ quái, hắn là Đông Lăng Quốc nhị hoàng tử, như thế nào mà lại cùng với nhi tử của Vân Khê quen biết được? Tường thúc thúc. Vân Tiểu Mặc vui vẻ nhảy đến bên cạnh hắn. Đông Phương Vân Tường đưa tay sờ sờ lấy gương mặt trẻ con mũm mĩm của bé, thần thái thân mật và sủng ái. Mọi người thấy vậy là một trận rất ngạc nhiên. Người trong thiên hạ đều biết Đông Phương Vân Tường lãnh mạc, không thường cùng với người khác lùi tới. Hơn nữa bởi vì thân thể, hắn cứ rú rú ở trong nhà. Hôm nay lại thấy như vậy một phen cảnh tượng thế này, là một cú đánh mạnh vào trong lòng những người quen biết hắn. Chỉ có thể nói thiên hạ này không có chuyện gì là không thể xảy ra được. Nam Cung Tỷ nhìn thái độ của Vân Tiểu Mặc đối đãi với Đông Phương Vân Tường cũng đối đãi với hắn, thiên xoa địa biệt, khác xa nhau, trong lòng rất không vui,
Chẳng lẽ hắn đường đường là thái tử của một nước, còn không bằng một quỷ đoàn mệnh tùy thời có thể vứt bỏ tính mạng sao? Cũng không biết có phải là do nụ cười trên mặt của Vân Tiểu Mặc quá mức rực rỡ hay không, đã làm cho đáy lòng của Nam Cung Tỷ sinh ra cảm giác quái dị. Tại hạ hôm nay cũng vừa mới tới thành Thấm Dương, thân thể đã có chút khó chịu, còn không kịp tới bái hội thái tử điện hạ trước. Mong hãy lượng thứ. Đông Phương Vân Tường ho nhẹ, ánh mắt không tự chủ nhìn qua Vân Khê. Nàng an vị tại vị trí đó rất thanh thản, tuyệt đối không hề lo lắng cho nhi tử của mình có ứng phó được mọi người gây khó khăn hay không. Đáy lòng hắn khẽ thở dài, xem ra hắn thực sự là không đủ bình tĩnh. Mắt thấy Tiểu Mặc bị làm khó, hắn liền không thể nhịn được, không thể ngồi im mà không để ý tới. Chính phu tử, người cho là lời ta nói mới vừa rồi là có đạo lý hay không? Một ánh mắt nhẹ nhàng của Đông Phương Vân Tường liếc tới, lại làm cho Trịnh Phu Tử cả người rung động, thu hồi lại thái độ ngạo mạn khinh miệt vừa rồi. Nhị Hoàng Tử Điện Hạ là nói đúng, là lão phủ quá mức võ đoán. Trịnh Phu Tử hơi hơi cúi đầu, chỉ cảm thấy quanh người như bị vây bởi một cỗ hơi lạnh lùng bao phủ, làm toàn thân lạnh lẽo. Nhị Hoàng Tử của Đông Lăng Quốc thoạt nhìn thân thể suy yếu vô hại, nhưng hắn thực sự rõ ràng cảm thấy uy hiếp đến từ trên người của hắn ta, sau lưng đầy mồ hôi lạnh. Tiểu Mặc, con hãy nói cho Phu Tử biết, con không am hiểu nhất chính là cái gì? Chỉ cần tài nghệ của con không am hiểu nhất thì sẽ được Phu Tử khảo hạch. Như vậy những tài nghệ am hiểu khác thì không cần phải nói rồi. Phu Tử, có đúng không? Ở góc độ người khác không nhìn thấy tới, ánh mắt của Đông Phương Vân Tường lẫm liệt, ánh mắt liếc qua trong trẻo nhưng lạnh lùng, mang theo nầm đậm cảnh báo. Vâng. Tiếng nói của Trịnh Phu Tử có chút phát run. Đây cũng là quá bao che rồi, thứ không am hiểu nhất, ai biết nó không am hiểu nhất chính là cái gì? Vân Khê ngồi im không nói, hơi trừng mắt lên, hướng Đông Phương Vân Tường, quăng đi một ánh mắt cực kỳ trầm tĩnh. Nàng bắt đầu hiểu ra, vì sao nhi tử trong thời gian ngắn như vậy lại đón nhận hắn, thì ra ít người ít việc là cần cẩn thận, lòng đổi lại thật lòng. Cũng chỉ có người tâm linh tinh khiết nhất mới có cảm ứng mãnh liệt như vậy và cũng dễ dàng tiếp nhận đối phương. Tiểu Mặc, nói cho phu tử, con không am hiểu nhất là cái gì? Đông Phương Vân Tường cúi đầu nhìn Vân Tiểu Mặc, ánh mắt ôn nhu và tinh khiết, khóe môi không tự chủ toát ra vẻ mỉm cười rất tự nhiên. Không am hiểu nhất. Con người linh động chuyển động, mang theo một tia giảo hoạt, Vân Tiểu Mặc làm bộ khó nghĩ một hồi lâu rồi nói. Tài nghề con am hiểu gì rất nhiều, nếu nhất thời mà nói, không am hiểu nhất, đó chính là ngâm thơ. Vân Khê thiếu chút nữa thì phun cười, nhi tử rốt cuộc là di truyền từ người nào? Thực sự là có chút vô sỉ rồi, rõ ràng nó am hiểu nhất chính là ngâm thơ mà. Trịnh Phu Tử chân mày nhạy cao, hoàn toàn từ đầu, luôn luôn cũng không tin rằng ngâm thơ là đứa bé này không am hiểu nhất. Bất quá, hắn nghĩ thầm, một hai từ cho dù là biết ngâm thơ, cũng không thể sánh bằng bốn vị môn sinh đắc ý kia. Nghĩ tới đây, hắn hỏi nhẹ một tiếng. Rất tốt. Học ngâm thơ, có phải là có tình cảm sâu đậm trợ giúp? Người có dám cùng với những hài tử khác tỉ thí với nhau không? Vậy mới biết được người nào ngâm thơ vừa nhanh vừa tốt nhất. Trịnh Phu Tử cũng không phải là nhân vật đơn giản. Mắt thấy nhị hoàng tử điện hạ thiên vị Vân Tiểu Mặc, nếu hắn còn một lòng một dạ cố ý làm khó cho nó, chắc chắn sẽ đắc tội với nhị hoàng tử điện hạ. Hiện tại hắn để cho bọn nhỏ tự mình tỉ thí. Như vậy thì Vân Tiểu Mặc này dù có thua cũng không đổ tới trên đầu của hắn. Một kế này đúng là diệu kế. Vân Tiểu Mặc tự tin gật đầu nói. Dám. Một đám người lớn lại không bằng một hai tử, vậy mà bọn họ cũng làm được sao? Bằng hộ pháp đẩy cửa ra, đứng gần bên cửa sổ nhìn xuống bên dưới, căm giận bất bình thốt lên. Thái tử Nam Hy Quốc vốn là tiểu nhân có thủ tất báo. Nghe nói Vân gia đại tiểu thư vốn là vị hôn thê của Tĩnh Vương gia, nhưng mà sau 6 năm trước, nàng không biết vì sao đột nhiên mà mang thai. Vì sợ miệng lưỡi thế gian nên rời nhà 6 năm. Cho đến ngày hôm nay nàng mới trở về Vân gia. Đứa bé kia chính là con tư sinh của nàng ta. Thái tử cùng với Tĩnh Vương gia mặt ngoài nhìn như là hòa thuận, nhưng kỳ thực ngầm so đấu sức lực. Hôm nay thực sự vất vả mới bắt được một cơ hội nhục nhã Tĩnh Vương gia, hắn làm sao mà chịu bỏ qua cho. Nhục nhã cả Vân đại tiểu thư cũng tương đương với nhục nhã Tĩnh Vương gia. Dùng tiếng hoa phe phẩy chiết phiến, thong thả ung dung nói. Người nói là, nàng 6 năm trước đã mang thai. Đôi mắt của Hắc Y nam tử hơi co lại, màu quang khẽ bắt đầu khởi động ánh sáng mờ ảo. Phải, có vấn đề gì à? Hắc Y nam tử đang cau lông mày bỗng hạ xuống trầm tư chốc lát, cuối cùng chỉ nhạt nói một câu. Không có gì. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie.
Tiểu quận chúa nổi giận. Anh tử, bốn người các con hãy đi ra đây, cùng với hắn tỉ thí một chút. Trịnh phu tử hướng về phía bốn môn sinh đắc ý của mình vẫy vẫy tay. Bốn hài tử lục tục bất tiến lên, tất cả đều mũ mĩm và khả ái, hoàn toàn bất đồng với hơi thở không sạch sẽ ở đây. Bọn nhóc đứng ở chỗ này làm nên một bầu không khí trong lành tinh khiết. Nhìn bọn nhỏ làm cho tâm hồn người ta cũng trở nên trong sáng và rộng mở. Nhất là một cô bé duy nhất trong đó lớn lên cực kỳ ngọt ngào, trên đầu cột hai búi tóc, trâm hoa tinh xảo đơn giản điểm xuyết, cực kỳ giống tiểu công chúa trong truyện cổ tích, làm người ta phải chiều mến. Nhưng mà nàng vừa mở miệng liền lập tức phá hư ấn tượng tốt đẹp. Tiểu quý, để tỷ tỷ ta cho ngươi mở rộng kiến thức, biết cái gì mới thực sự là thiên tài. Cô bé liếc mắt nhìn Vân Tiểu Mặc một cái, lỗ mũi hừ hừ, cao ngạo như chim khổng tước. Nàng chính là cháu gái của Lục Vương gia, được ngự phong tiểu quận chúa, cục cưng của hoàng gia. Nàng ta tư chất thông minh, tâm tư nhanh nhẹn, nên hoàng thượng cũng biết hết sức sủng ái, vì vậy mới làm cho nàng ta vô pháp vô thiền, tính tình cao ngạo. Ở trong thư viện, nàng chính là tiểu bá vương, ai cũng không dám đắc tội. Từ tâm tính hài tử muốn đùa, thấy có bạn cùng lứa, Vân Tiểu Mặc cũng không khỏi vui mừng, chỉ là thấy đối phương lớn lên đã thấp hơn bé, lại ở trước mặt bé tự xưng là tỷ tỷ, còn nói bé là tiểu quỷ nữa. Bé nhẹ cau mày, có thể nhẫn nại nhưng mà không thể nhẫn nhục được. Chú thì có thể nhẫn, song thím thì không thể nhẫn. Hắn nhẹ nhàng cười cười một tiếng, tiến lên sờ sờ đầu cô bé. Tiểu môi môi, thiên tài không phải là thổi là ra, mà là dựa vào bản lĩnh thực sự mà so tài. Còn có, lớn lên thấp không phải là lỗi của ngươi, là lỗi của cha mẹ ngươi. Ngươi không cần phải tự ti vì điều đó. Nam Cung Anh nghiến răng, điên cuồng nổi giận. Tiểu quỷ chết tiệt, ngươi dám nói ta thấp à? Bà đây liều mạng với ngươi. Đầu của nàng đột ngột cúi xuống, hướng lên bụng của Vân Tiểu Mặc đụng tới. Ba nam hài phía sau muốn ngăn nàng trở lại, đáng tiếc đã không kịp. Vân Tiểu Mặc ôm Tiểu Bạch về, mặt vân đạm phong khinh, cũng không có trốn ngay. Trịnh phu tử ở bên cạnh nhìn thấy vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Vị tiểu nãi nãi này làm sao đột nhiên lại nổi đóa lên? Nếu thực sự là đem người ta đụng bị thương, phủ tướng quân hỏi tội tới thì sợ lại là một cuộc sóng gió rồi đây. Tất cả mọi người cho là lần này Vân Tiểu Mặc chắc chắn sẽ bị đánh bay. Mọi người ngừng hô hấp, cho dù là con tư sinh thì cũng là hài tử làm cho người ta thương yêu. Nhìn đứa bé bị thương, đa số mọi người vẫn có chút không đành lòng. Bạch Sở Mộc cùng với Long Thiên Thần chẳng biết cùng vào Quỳnh Hoa Lầu từ lúc nào, mấy bước liền đi tới phía sau Vân Tiểu Mặc làm tà hữu hộ pháp. Thấy có người muốn tập kích Vân Tiểu Mặc, Bạch Sở Mộc nhèo mắt. Hắn bây giờ là hộ vệ của Vân Tiểu Mặc, tiểu chủ tử có việc, hắn tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Đang muốn nhảy dựng lên đi cứu người thì Long Thiên Thần ở bên cạnh một tay đã bắt lấy hắn kéo trở về. Yên tâm đi, Tiểu Mặc có thể tự ứng phó. Bạch Sở Mộc không giải thích được, nhìn xung quanh một chút. Người ta là mẹ thực sự giống như cái gì cũng không lo lắng vậy, vậy thì hắn còn lo lắng cái quái gì? Hai mắt nhìn chăm chú trên người của Vân Tiểu Mặc, muốn biết thực sự là bé có biện pháp để ứng phó hay không. Để cho hắn thấy chính là chuyện kinh dị đã xảy ra. Hắn rõ ràng là nhìn thấy, trong nháy mắt, hai đứa bé sắp va chạm, đột nhiên thân hình của Vân Tiểu Mặc thoáng một cái, biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, thân thể nho nhỏ của nó hiện ra ở phía sau của Nam Cung Anh, như là một loại xuất quỷ nhập thần quỷ mị, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy mà phải ngây người, rối rít giơ tay lên xoa xoa hai con mắt, nghi ngờ vừa rồi là mình đã sinh ra ảo giác. Đáng thương cho Nam Cung Anh không đụng vào người, ngược lại cả thân thể tiếp tục hướng phía trước lao xuống, cái trán liền đập xuống đất cùng mặt đất tiếp xúc thân mật. Đúng lúc này, Vân Tiểu Mặc kịp thời đưa tay níu lấy sau cổ của nàng, đem nàng từ trên mặt đất ôm lấy như là kiểu xách một con gà con. Ấy da, người quả như là nặng đấy. Vân Tiểu Mặc cau nhẹ chân mày. Nam Cung Anh kinh hồn chưa định, lại nghe đến ba chữ đánh giá kia, thân thể vừa bắt đầu giận đến phát run. Vân Tiểu Mặc đem nàng đặt ổn định xuống rồi lại nói. Tiểu muội muội, nói cho người biết, không nên tự ti, người chẳng qua là con không có chỗ má hoàn toàn thôi. Người hãy thêm mấy năm nữa, người sẽ cao lên. Cấm mồm! Nam Cung Anh giận đến cả người phát run, một tiếng giống như là sư tử Hà Đông, mọi người ở đây kinh, nghi, rối rít che đi lỗ tai. Không tốt rồi, tiểu quân chúa nổi điên lên rồi, trốn xa ra một chút mới tương đối an toàn được. Vân Khê cũng co cổ lại theo, tiểu nha đầu này quá hãn cường rồi, sau này Tiểu Mặc nhà nàng ngàn vạn lần không thể tìm hiểu một tiểu tức phụ như nó, tính khí táo bạo. Nếu như là tìm con dâu như thế này thì lỗ tai nàng không phải là cả ngày phải chịu tội rồi. Anh tử, không được hồ nháo nữa, phụ tử để các người tranh tài ngâm thơ, nếu các người không phục liền từ thi ngâm thơ mà thắng hắn.
không phải là được rồi hay sao? Nam Công Tử thấy tình huống mất đi khống chế, liền lên tiếng ngăn cản vị tiểu đường muội vạm vỡ này. Vị tiểu đường muội này, mục của hắn một khi khởi xướng bão tố thì cả hoàng thất đều bị sóng tỏ công phá, ngay cả hắn cũng không dám tùy tiện trêu chọc vào nàng. Hắn phải bội phục Vân Tiểu Mặc, nói hai ba câu liền đem tiểu cô nãi nãi tức giận này thành như vậy. Nam Công Anh nặng nề thở hổn hển, thực sự vất vả mới tỉnh táo, hai tay chống eo thon nhỏ nhìn chằm chằm vào Vân Tiểu Mặc. Tiểu tử thối, ngươi chờ đi, ta nhất định sẽ khiến cho ngươi thua đến tè ra quần. Vân Tiểu Mặc khả ái nháy nháy mắt rồi nói. Ta đã sớm không còn tè ra quần nữa rồi, chẳng lẽ ngươi vẫn còn tè ra quần à? Ngươi... Nam Công Anh giận đến lỗ mũi bốc khói. Một đứa bé trai phía sau kịp thời giữ nàng lại, khuyên can. Anh tử, chớ cùng nó chấp nhặt. Một lát nữa chúng ta thắng nó sẽ không còn lời nào để nói nữa đâu. Thằng bé trai này là cháu trai của Trịnh Phu Tử Trịnh Nam. Bé lên miệng thì khuyên, nhưng mà trong lòng cũng là vô hạn bực bội với Vân Tiểu Mặc, có thể đem Tiểu Bá Vương làm tức giận đến thế, thực sự là không ngờ. Tốt, ta nhịn ngươi. Lỗ mũi của Nam Công Anh tiếp tục bốc ra khói trắng, gần lên từng chữ. Vân Tiểu Mặc mũi môi không sao cả, không hiểu tại sao lại tức giận như thế. Bé cũng không thèm nói cái gì đâu mà, hơn nữa bé nói cũng là sự thật mà. Trịnh Phu Tử thực sự vất vả đợi được tình hình khôi phục bình thường, hắn hỏi nhẹ thanh âm. Tốt lắm, các người hiện tại mỗi người ngâm một bài thơ về mùa đông. Vậy thì ta nói trước. Nam Công Anh liếc Vân Tiểu Mặc một cái, ra tay dẫn đầu, dõng dạc ngâm một bài thơ về mùa đông tương đối lưu hành. Thanh âm của nàng mềm nhũn ngọt ngào, khiến cho một chàng tiếng vỗ tay và ủng hộ. Không hổ là cháu gái của Lục Vương gia, đệ tử hoàng gia, thiên phú dị bẩm, tài sáng tạo nhanh nhẹn, mới 5 tuổi mà có thể ngâm thơ. Nghe được tiếng khen ngợi của mọi người, Nam Công Anh ngẩng đầu cao, rất đắc ý. Tới phiên ngươi. Vân Tiểu Mặc hé miệng nói. Ngươi ngâm cũng không có gì đặc biệt mà. Ngươi làm một bài tốt lắm, ta đây liền làm 3 bài. Nghe hắn nói bài thơ của mình chưa tính là cái gì, ở đáy lòng của Nam Công Anh cơn giận ngút trời lần nữa ngóc đầu dậy. Sau đó nàng nghe đến hắn đọc thuộc lòng câu thơ. Thiên sơn điều phi tuyệt, vạn kính nhân tung liệt, cô chu thôi lạp ông, độc điếu hàn giang tuyết. Toàn trường ồ lên. Đây là thơ gì? Tại sao bọn họ chưa từng nghe qua? Thì đắc ý cảnh, tựa từ đặt câu đều là đạt đến cực hạn, làm cho người ta phải sưng một câu tuyệt. Thơ hài tuyệt cú mèo như vậy đã có thể có người làm ra, sẽ không có lý do gì không lưu truyền lại hậu thế. Nhưng tại sao bọn họ đều là lần đầu tiên nghe nói đến? Một ý nghĩ to gan hiện ở trong đầu mọi người từ từ quanh quẩn. Chẳng lẽ thơ này là do hài tử này tự làm ra? Trên mặt của Trịnh Phu Tử tràn đầy sự khiếp sợ vui mừng, trong miệng liên tục nói hay hay hay. Hắn trăm triệu lần không nghĩ tới hôm nay lại có thể nghe được tuyệt tác tuyệt diệu truyền lại đời sau. Hắn nhất định phải cẩn thận mà xem xét để nó nhớ kỹ, tinh tế suy nghĩ cùng với nghiên cứu, ngàn vạn không thể để cho thơ hay như vậy trôi đi mất. Bạch Sơ Mục Tựu đứng ở phía sau Vân Tiểu Mặc cách đó không xa, vẻ mặt kích động. Không hổ là tiểu bạc nhà ta, chưa mất thể diện hộ vệ của ta. Long Thiên Thần không chút khách khí phun cho hắn một bãi nước miếng. Cái gì mà tiểu mặc nhà ngươi? Tiểu mặc là nhà ta, có được hay không? Con người của tiểu bạc hướng lên, bên phải di chuyển, quăng cho bọn họ một ánh mắt khinh bỉ. Tiểu mặc mặc là của ta chứ, hết thảy các người đứng sang một bên đi. Từ khe hở cửa sổ xuất hiện một đôi mắt sâu như đầm lầy, ánh mắt sắc bén khóa ở trên mặt của Vân Tiểu Mặc. Từ góc độ của hắn, chỉ có thể nhìn đến một bên mặt của tiểu hài tử, gương mặt nít trẻ, mập mạp, ánh mắt trắng mềm mềm, thực sự là khả ái. Bài thơ mới vừa rồi đã hấp dẫn sự chú ý của hắn. Đứa nhỏ này mặc dù không phải là người làm thơ, nhưng cũng nhất định là một thiên tài. Trong lòng Hắc Y Nam Tử đã nghĩ như vậy. Hơn nữa, nhìn kỹ một chút, đáy lòng không khỏi dâng lên một loại cảm giác quen thuộc. Thân thể nho nhỏ, sống lưng cao ngất, ngẩng đầu mà đứng, tựa như là có một loại khí chất cao quý không gì sánh kịp. Kỳ quái, rõ ràng chỉ là một hài tử xa lạ, tại sao hắn lại có cảm giác quen thuộc như vậy? Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Tiểu Mặc bị cáo bạch. Nghị luận hết sức rối rít, Vân Tiểu Mặc lại bắt đầu đọc thuộc lòng bài thơ thứ hai. Tường gác sổ chi mai, lăng hàn độc tự khai, giao chi bất thị tuyết, vị hiếu ám hương lai.
Trên mặt của Trịnh Phu Tử lại càng thêm kích động, kích động đến vỗ tay bồm bộp liên tiếp. Thơ hay, thơ hay, thơ hay, có thể nói là tuyệt cú mèo, ngày sau nhất định có thể lưu truyền thiên cổ. Bốn hải tử Nam Cung Anh xếp thẳng hàng, cái miệng nhỏ nhắn của bọn nó mở lớn, ngạc nhiên vô cùng. Những bài thơ này bọn họ bây giờ cũng chưa bao giờ nghe nói qua, cũng không có nhìn thấy trong sách. Mặc dù ý thơ cũng là không hiểu hết, nhưng mà nghe được phụ tử luôn miệng trầm trồ khen ngợi, vậy thì nhất định là vô cùng hay rồi. Bọn họ đi theo phụ tử đã lâu như vậy, hơn nữa lại còn nghe hắn giọng trẻ con mềm mại ngâm lên rất êm tai, rất dễ nghe. Nam Cung Anh hai mắt trực tiếp hóa thành hai trái tim hồng. Chuyện này là không vui mới vừa sớm đã vứt sau đầu. Bộ dạng hắn đọc thơ... nhìn thì rất đẹp đấy. Đông Phương Vân Tường từ đầu tới cuối ôn nhã mỉm cười. Hắn vẫn biết Tiểu Mặc không giống một hài tử bình thường. Đối với bé, hắn rất có lòng tin. Sau khi nghe những câu thơ tuyệt diệu như vậy, đáy lòng trong suốt của hắn cũng nổi lên sự kinh ngạc. Nam Cung Dực nhíu chặt chân mày, lực chú ý cũng vẫn tập trung trên người của Vân Khê. Có nhi tử xuất sắc như thế thì mẫu thân của nó tài hoa sao có thể kém được? Chẳng lẽ từ trước hắn đã nhìn nhầm người, nàng vẫn là giấu giếm tài hoa của mình sao? Đáng tiếc, vẻ mặt của Vân Khê vẫn rất bình tĩnh, không thấy một chút gợn sóng nào. Nam Cung Dực nhìn không ra bất kỳ đầu mối gì, không khỏi có chút thất vọng. Còn thái tử Nam Cung Tỷ thì lại giật mình lớn, quên để chén trà ở trong tay xuống, vẫn bưng cho đến khi nước trà ở trong chén theo miệng chén chảy xuôi xuống, hắn mới giật mình tỉnh lại. Chẳng lẽ đứa bé này thực sự là một thiên tài sao? Chân mày của hắn thực sâu nhíu lại, trong lòng dầu dĩ, không có nổi một tia khoái cảm. So sánh với Nam Cung gia buồn bực, thì khuôn mặt của hai huynh đệ Dở Hơi Long Thiên Thần cùng với Bạch Sở Mục lại hiện lên vẻ hưng phấn lắm. Còn kém chút nữa là ở phía sau giơ cao một tấm bảng to, khua tay múa chân trợ uy cho Tiểu Mặc rồi. Vậy thì còn bài thứ ba đâu? Trịnh Phu Tử trong lòng vừa ghi nhớ bài thơ, vừa khẩn cấp thúc giục, khuôn mặt kích động đến đỏ. Vẻ kích động hiển thị rõ ràng không bỏ qua chút nào. Mai tuyết tranh xuân vị khẳng hàng, tào nhân cất bút phí bình chương, mai tu tốn tuyết tam phân bạch, tuyết khước thâu mai nhất đoạn hương. Vân Tiểu Mặc không nhanh không chóng trọng đọc chậm rãi mấy bài thơ, vẻ mặt bình thản và ung dung, không hề kiêu ngạo cũng không hề mừng rỡ, thực sự giống như là làm chuyện không thể bình thường hơn nữa. Tiểu Bạch uốn lại ở trong ngực của hắn rung đùi đắc ý, hướng về phía hài tử nghịch ngợm Nam Cung Anh nháy mắt, rất rất là đắc ý. Nhìn thấy chưa, Tiểu Mặc Mặc nhà ta ngâm thơ rất là lợi hại đấy, các người có thể không? Nam Cung Anh sau ánh mắt sùng bái mù quáng, rất nhanh phát hiện ra sự tồn tại của Tiểu Bạch, nàng ngạc nhiên không dứt, thấy nó hướng về phía mình rung rung đùi đắc ý, nháy mắt, cái tính trẻ con liền không nhịn được thể ức chế mà bộc phát. Xì, nó tên gọi là gì? Là thú cưng của ngươi à? Nam Cung Anh tiến đến gần, mở mắt to đầy tò mò, đưa tay muốn sờ sờ Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lắc lắc hất đầu, không để cho nàng đụng, cái mũi nhỏ hếch lên phun ra khí trắng. Khỉ dễ Tiểu Mặc cũng là người xấu, mới không cùng với người chơi đâu. Nam Cung Anh ủy khuất cong lên cái miệng nhỏ nhắn. Ta muốn cùng nó chơi, để ta sờ nó một tí, có thể không? Vân Tiểu Mặc do dự, để sát vào bên tai của Tiểu Bạch nói nhỏ. Tiểu Bạch, để cho nàng ta sờ một chút đi. Nàng thấy sẽ không hại ngươi đâu. Thôi được rồi. Tiểu Bạch bất đắc dĩ liếc mắt, thực sự là không thích bị một cô bé sờ đâu. Nhưng mà ai bảo đó chính là thỉnh cầu của Tiểu Mặc Mặc. Phàm là thỉnh cầu của Tiểu Mặc Mặc, cho tới bây giờ nó cũng không có năng lực kháng cự. Nam Cung Anh đánh lòng một trận vui mừng, từng ly từng tí đưa tay chạm tới. Lần này Tiểu Bạch không có né tránh, làm cho nàng vừa sờ vừa nặn. Nam Cung Anh vui mừng không dứt, hai con mắt cười đến híp lại thành một đường nhỏ. Rất là đáng yêu, ta thích nó. Nàng bỗng nhiên lại ngẩng đầu, đối với Vân Tiểu Mặc nói. Người biết ngâm thơ, còn để cho ta sờ Tiểu Bạch, ta cũng thích người nữa. Vân Tiểu Mặc gãi gãi đầu, lần đầu tiên bị tỏ tình đấy, nó có chút ngượng ngùng. Vân Khê khóe miệng giật giật, trong lòng mặc niệm. Nhi tử, người cố mà chịu đựng đi, tiểu tức phụ vạm vỡ như vậy, ta còn không muốn nữa. Đây là chuyện gì đây, vừa bắt đầu tiểu quận chúa còn không ngừng nổi đoá. Mới chỉ trong chốc lát như vậy, lại cùng người ta tỏ tình à? Đối mặt với cảnh tượng như thế, mọi người thổn thức không dứt. Quả nhiên vẫn là hai từ thực sự làm cho người ta khó có thể hiểu. Trịnh Phu Tử vẫn bị vây trong sự kích động, đã chạy tới kéo tay Tiểu Mặc rồi nói. Tiểu Mặc, đến thư viện Phu Tử đi. Phu Tử nhất định là đem tất cả học vấn của mình dốc túi mà truyền dạy. Nhìn vẻ mặt kích động kia, phỏng chừng nếu Vân Tiểu Mặc này không đáp ứng, hắn sẽ quỳ xuống mất. Ánh mắt của Vân Tiểu Mặc bay hướng về phía Vân Khê rồi hỏi thăm.
Mới vừa rồi thời điểm tỉ thí, bé tận lực đưa ra quyết định mình phải làm, nhưng bây giờ bái sư học nghệ là một đại sự, bé phải lên tiếng hỏi ý kiến của mẹ. Vân Khê hướng bé nhẹ nhàng gật đầu, coi như là đáp ứng. Trong đáy lòng mặc dù không thể nào thích vị Trịnh phu tử này, song Trịnh phu tử ở cả triều đình Nam Hy Quốc cho tới bây giờ đều có lực ảnh hưởng nhất định. Nhị tử bái ông ta làm thầy, như vậy sau này sẽ không có người nói bé là giã chủng, là con tư sinh để nhục nhã bé, đánh chó cũng phải nhìn chủ chứ. Cho dù nàng có thể chọn lựa thủ đoạn cường ngạnh áp chế những lời đồn đại, nhưng mà người trong thiên hạ thực sự là rất nhiều, bịt miệng của một người nhưng không thể bịt được tất cả. Nàng không cách nào làm được chủ đáo như thế. Nếu như nhị tử nhận Trịnh phu tử làm thầy, ngày sau liền có thể nhận được sự che chở của Trịnh phu tử, còn có thể tăng trưởng học vấn, coi như là hẹn vẹn toàn đôi bên. Đó, tất cả là đều tốt. Vân Tiểu Mặc thấy mẫu thân gật đầu, liền hướng về phía Trịnh phu tử gật đầu. Trịnh phu tử mừng rỡ vạn phần, gần như là khua tay múa chân, nơi nào còn có bộ dáng ngoan cố lúc trước nữa. Con người đen sâu như là đầm lầy, càng sâu hơn một tầng nữa, làm nên tầng tầng rung động. Tầm mắt hắc y nam tử tiếp tục nhìn, theo tầm mắt hỏi thăm của Tiểu Mặc nhìn qua, ánh mắt của hắn rất nhanh khóa trên người của một bạch y nữ tử ở bên cạnh chủ vị. Lầu dưới có rất nhiều nữ tử, yến mập toàn gầy, cái gì cần có đều có. Song thân ảnh nàng đang ở trong đó lại làm thành một thế giới, cùng với người xung quanh không hòa hoãn vào nhau. Hai trong mắt đen nhánh như là mực của hắn hiện lên một luồng tia sáng, quần áo trên người nữ tử rất bình thường, không hề có trang sức hoa lệ, cũng không có hoa tai tinh xảo. Song thần thái lạnh nhạt lãnh ngạo kia lại mang cho người ta một loại rung động. Nàng ở nơi hiển quý, nhưng mà không có một người nào chân chính yêu nhã cùng với cao quý giống như nàng. Nàng giống như là cây mộc hoa dũng cảm phá tan đi cái rét lạnh để nở rộ, ở dưới ánh sáng của ánh nắng, dù ban ngày hay là ban đêm, vẫn là trong sáng và lấp lánh. Một nữ tử như vậy, hắn chưa bao giờ gặp qua. Là nàng sao? Chân mày nhẹ nhàng cau lại, hắn cố gắng hồi tưởng, đêm hôm đó phòng quá tối, hắn thấy không rõ dung mạo của đối phương, chỉ nhớ rõ mượn một ánh trăng nhàn nhạt, hắn thấy được trước ngực của nàng có một ấn ký nguyệt nha. Là nàng sao? Tầm mắt hắn lần nữa hướng đến trên người của bạch y nữ tử, trong đôi mắt màu đen dày đặc sự sôi trào. Bất kể có phải là nàng hay không, nữ tử như vậy thực sự đúng là làm cho tầm mắt người khác khó lòng mà dịch chuyển đi nổi. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie. Một lần nhìn trở thành thiên cổ. Nam Cung Tỷ sắc mặt bất thận. Hắn muốn nghĩ cho đòi Trịnh phu tử tới là bởi vì để nhục nhã Vân Khê. Ai ngờ rằng chẳng những không được như ý, ngược lại lại làm cho đối phương được lợi, dương cao tên tuổi. Vẻ lo lắng bao phủ lấy hắn. Đúng lúc này, Trắc Phi Thái Tử vừa vặn đi vào Quỳnh Hoa Lầu, tim của Nam Cung Tỷ khẽ động, vừa nảy ra thêm một kế. Hắn dâng chén trà hướng về phía Vân Khê rồi chúc mừng. Vân tiểu thư, lệnh lang thiên tư thông minh, xuất khẩu thành thơ, thực là làm cho người ta phải hâm mộ. Bổn thái tử mời ngươi một chén. Chén trà trong tay hắn đột nhiên khẽ nghiêng, vài giọt nước trà liền văng đến người của Vân Khê. Thực sự là vô ý, làm dơ xiêm y của Vân tiểu thư. Động tác thuần thục, Nam Cung Tỷ từ trong lồng ngực móc ra một cái khăn, đưa tay giúp Vân Khê lau. Ánh mắt đen sâu thẳm trong nháy mắt hóa thành vực sâu ngàn trượng, nhìn không thấy đáy. Vân Khê trầm mặt, quanh thân lạnh lẽo trích ra phía bên ngoài, chưa có sự cho phép của nàng đã đụng vào thân thể của nàng, quả thực là muốn chết. Hai tay nắm chặt, toàn thân là cao thấp, mỗi tầng da thịt đều bị vây ở trạng thái căng cứng, nàng rất sợ mình nhịn không được, lập tức giết chết hắn ngay. Trắc phi của thái tử La Ý Liên cùng với nha hoàn từ cửa đại môn bước vào, từ phía xa nhìn thấy được một màn thái tử đang vì Vân Khê lòng nước. Thái tử cười cười ôn hòa, động tác rất nhẹ nhàng, ánh mắt lại nhìn nàng kia rất là mập mờ. Trong lòng sự đố kỵ như là thiểu đốt, nàng ta đang muốn xông đến trước để chất vấn, lại được nha hoàn bên cạnh kéo lại, ở bên tai nàng nói nhỏ vài tiếng, mới khiến cho La Ý Liên hơi giảm được cơn giận, ẩn nhẫn tức giận. Thái tử điện hạ, thần thiếp đã tới chậm, kính xin hãy thứ tội. Đôi mắt đẹp chuyển động, không có hảo ý từ trên người của Vân Khê quét qua, ánh nhìn sắc bén chớp động. Nam Cung Tỷ giống như là vừa mới vặn phát giác ra, liền ngừng tay, nhẹ nhàng cười nói. Ái phi à, làm sao lại tới trễ như thế? Thanh âm của La Ý Liên hờn dỗi, mềm mại không xương dựa vào trong ngực của Nam Cung Tỷ. Thái tử điện hạ, đường muội Mạnh Giao của ta ở Vân gia bị ủy khuất, cùng với mẹ nàng trở về tướng phủ, ta đây làm đường tỷ cũng phải đi thăm quan tâm hỏi han nàng ta một chút chứ. Ái phi nói là muội muội của Vân đại tiểu thư, Vân Mạnh Giao sao? Nam Cung Tỷ đưa qua một ánh mắt có vẻ thâm ý khác thường, nhưng mà ngày sau đó ánh mắt lại thờ ơ rời đi chỗ khác.
Đúng vậy, Mạnh Gia từ nhỏ biết điều hiểu chuyện, đối đãi với người khác cũng lễ phép nữa, làm sao có thể làm ra chuyện khác người. Chắc là có người không muốn nàng ta sống tốt, cố ý ở bên ngoài mà tung lời đồn nhảm để chửi bới Mạnh Giao. Là ý liền quăng cho Vân Khê một ánh mắt hàm chứa ảnh lãnh ý, khinh miệt, rồi hử lạnh nói. Mạnh Giao bằng thanh ngọc khiết, dáng vẻ ít người có, nhưng mà lại có người có một chút lễ giáo cũng không hiểu, đến nơi này còn thích câu dẫn nam nhân. Đúng là nam nhân sinh hạ giá chủng mà. Nhìn đôi môi đẹp của La Ý Liên liếng thoáng không ngừng, thực sự giống như là một con cọp mẹ có miệng to như là chậu máu đang dương nanh múa vuốt. Vân Khê tưởng tượng mấy cái hình ảnh thú vị như là không khỏi tuét miệng ra cười, cười đến cực kỳ sán lạn. Long Thiên Thần nhíu mày, hiểu rõ nàng cười đến càng sán lạn, nhất định là có người gặp xui xẻo rồi. Thấy Vân Khê không có tức giận theo dự đoán, La Ý Liên ngoài kinh ngạc ra lại càng thêm tức giận. Người còn mặt mũi cười à? Quả nhiên là tiện chủng, bị người khác mắng ngươi còn cao hứng như thế, thực sự là tiện nhân đến tận xương. Vân Khê vẫn cười mà không nói như cũ. Rất tốt, nữ nhân này dám can đảm khiêu khích nàng đấy, vậy thì phải trả giá thật nhiều rồi. Nữ nhân xấu, không cho phép mắng mẫu thân. Vân Tiểu Mặc nổi giận, hai mắt tức giận nhìn chằm chằm vào La Ý Liên. Ánh mắt của La Ý Liên vừa di chuyển, tầm mắt rời xuống, rơi vào trên người của Vân Tiểu Mặc, mở nụ cười nói. Ta mắng đó thì thế nào? Mẹ ngươi là nữ tiện nhân đấy, ngươi chính là tiện chủng, ngươi cũng không khá hơn chút nào đâu. Trong con người đen nhánh đột nhiên nổ bắn ra ánh sáng mũi nhọn mãnh liệt, ống tay áo không gió mà bay, tóc cũng đi theo tung bay rủ xuống đầu vai của bé. Một cỗ cường khí khổng lồ uy nghiêm bỗng dưng từ bên trong cơ thể nho nhỏ của Vân Tiểu Mặc phát ra. Ai cũng không cách nào dự liệu bên trong thân thể nho nhỏ của hắn rốt cuộc có tích chứa bao nhiêu năng lượng, vận sức chờ phát động. Nhìn nam hài trước mặt lạnh lùng nhìn nàng, La Ý Liên chỉ cảm thấy có một cỗ uy nghiêm khí thế sắc bén chậm đánh tới sâu tới gáy, không khỏi là một trận hoảng sợ. La Ý Liên không ngừng có cảm giác như vậy, Nam Cung Tỷ cũng cảm giác được như thế, thân thiết như vậy, rung động như vậy. Bạn họ nghĩ mãi mà không rõ, trên người của một hài tử tại sao lại có thể có khí thế đáng sợ như thế. Tiểu Mặc, không nhớ rõ lời của mẫu thần đã nói với con thế nào sao? Vân Khê đứng dậy, sờ sờ vào đầu của nhi tử, cười đến càng thêm ôn nhu. Vân Tiểu Mặc ngẩng đầu nhìn ánh mắt của mẫu thân, trong nháy mắt thu hồi tất cả tức giận và sát khí, rực rỡ cười một tiếng nói. Tiểu Mặc nhớ được, mẫu thần đã nói, bất kể người khác nói cái gì, cũng xem như là nàng phóng dấm thối là được. Nữ nhân xấu này ở trước mặt mọi người phóng dấm thối, thật là đáng xấu hổ. Vừa nói, còn hướng La Ý Liên làm mặt quỷ, La Ý Liên giận đến mặt đỏ lên. Giã chủng chết tiệt, dám nói vô lễ với Trắc Phi. La Ý Liên lập tức đứng dậy, tiến đến một bước, sắp cho bé một cái bạt tai. Tay nàng còn chưa rơi xuống, chỉ nghe bốp một tiếng giòn vang, trên mặt mình đã bị đánh một cái tát trước tiên. Một tát này vừa giòn, vừa vang, đánh cho nàng thất điên bát đảo, choáng váng. Tất cả mọi người sợ đến ngay người, trừng mắt nhìn, đây không phải là sự thật sao? Nàng ta dám đánh cả thái tử Trắc Phi, cái này cũng không phải là quá lớn mật rồi. Đáy mắt bình tĩnh của Nam Cung Dực gợn sóng, thực sự giống như là phản ứng của nàng ngay từ đầu đều nằm trong dự liệu của hắn. Nếu nàng không cho La Ý Liên một cái tát này thì quả là kỳ quái đấy. Nam Cung Tỷ trực tiếp sững sờ trước cảnh tượng diễn ra, bất khả tư nghị. Nhìn Vân Khê, đáy mắt lúc sáng lúc tối nhưng mà không có bất cứ động tác gì cả, làm cho người ta đoán không ra hắn nên đến tột cùng là đang suy nghĩ cái gì. Đồng Phương Vân Tường nhẹ cau lại chân mày, đáy mắt hiện lên vẻ lo lắng. Bên cửa sổ, đầu ngón tay của Hắc Y Nam Tử đột ngột đứng cứng ngắc ở dưới bệ cửa sổ, không biết là vì nàng đã ủng hộ hay là ngạc nhiên. La Ý Liên bụng mặt, trừng lớn con mắt khó có thể tin nhìn Vân Khê, thanh âm cũng run sợ theo. Ngươi lại dám đánh ta? Người đâu? Đem tiện nữ này, bắt lại cho ta! Mấy tên thị vệ nhìn sắc mặt của thái tử, cho tới bây giờ bọn họ chỉ nghe thái tử phân phó thôi, khi nào đến phiên một nữ nhân đối với bọn họ quơ tay múa chân. Ngày thường đã sớm không ưa thái tử Trắc Phi kiêu ngạo tự tung tự tác, bây giờ nhìn Vân Khê động thủ đánh nàng ta, chẳng những không giận, ngược lại còn có chút hả hê mừng thầm. Những người còn lại vây xem tất cả đều mang vẻ mặt xem cuộc vui, ai cũng chưa từng đứng ra để bình luận về chuyện này. Các người lỗ tai điếc hết rồi à? Ta kêu các người đem nàng ta bắt lại. La Ý Liên lầm vào trong điên cuồng. Vân Khê lạnh lùng nhếch môi, tầm mắt vừa di chuyển rơi vào nơi nào đó trong đám người. La Ý Cương, La Ý San,
Bốn người các ngươi có nhìn thấy ta không tiến tới chào hỏi là còn muốn trốn đi đâu? Chẳng lẽ là muốn ta tự mình mời đi ra đây à? Giọng nói nhẹ nhàng để cho bốn người La Ý Cường cực kỳ buồn bực. Bọn họ rõ ràng là trốn bí mật như thế, tại sao vẫn bị nàng ta phát hiện ra? Không cách nào khác, bốn người không thể làm gì khác hơn nữa là đưa khuôn mặt tươi cười ngoan ngoãn nghênh đón. Vân nương tử, chúng ta đã đi ra, không biết người có gì phân phó? Mọi người một lần nữa nhất tề lâm vào trong kinh ngạc. Bốn người kia, trong đó có hai người là con của thần tướng phủ, hai người khác là công tử thự thương phủ. Bốn người đều là con cái trọng thần triều đình, thân phận hiển hách, làm sao mà đối với Vân Khê kính sợ như vậy? Nam Cung Tỷ cũng rất kinh ngạc, xế chiều hắn đã sai bốn người đi trước phủ tướng quân 10 người. Lúc ban đêm bọn họ trở lại bẩm báo chỉ thấy bốn người này thần sắc rất cổ quái. Lúc trước hắn còn không để ý, bây giờ nghĩ lại trong chuyện này nhất định có sự kỳ quặc. Nữ nhân này là muội muội của các ngươi? La Ý Cường nhìn theo hướng Vân Khê hất cằm, chỉ vào La Ý Hiền liền, ở trong hắn lập tức sinh ra dự cảm xấu. Phải rồi, nàng ta là muội muội của ta. Muội muội của ngươi vừa mới vũ nhục con ta đấy, ngươi làm ca ca có phải là nên giáo huấn nàng ta một tí không? Này, tuy nói là muội muội nhưng mà nữ nhi gả ra ngoài như là bát nước đã đổ đi. Hiện tại nàng ta đã gả cho thái tử rồi, là thái tử Trắc Phi, thân phận và địa vị cách xa nhau, hắn làm sao dám bày dáng vẻ huynh trưởng? Vấn Khê, người lớn mật, người dám xúc phạm ca ca của ta tới dạy ta à? Một cái tát lần nữa hùng hăng vứt lại, là ý liền không cam lòng, muốn báo thù cái tát vừa rồi. Ở đây, mắt của nàng lóng lánh ánh sáng tội ác, cái tát này của nàng đã mang theo sự ác độc, ra hết sức lực, nếu không có thể đem gương mặt mị hoặc chúng sinh của Vân Khê làm hỏng đi, thì nàng ta chết cũng không cam tâm. So với cái tát tay vừa rồi thì cái tát này lại còn vang to hơn. La Ý liền yên lặng nhìn bàn tay mình hạ xuống, ánh mắt đột nhiên bối rối. Người nàng muốn đánh rõ ràng là Vân Khê, nhưng mà tại sao hết lần này tới lần khác lại thành đánh muội muội của mình? La Ý sàn thống khổ kêu to, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra năm dấu ngón tay, còn có năm đạo da thịt bị chảy nữa, chảy ra vết máu loang lổ. Một cái tát này lợi hại thật đấy, trực tiếp đem gương mặt của người ta làm hỏng đi. May là La tiểu thư tâm địa thiện lương, thay ta cản một cái, bằng không kẻ bị hủy dung đúng là ta rồi. Vân Khê tặc tặc lưỡi. Tỷ tỷ, ngươi... San Nhi, tỷ tỷ không phải là cố ý đâu, tỷ tỷ vốn là muốn tát nàng ta. Mắt của La Ý Liên cũng hoàn toàn choáng váng, từ đầu nàng không hề biết muội muội của mình lại đột nhiên xông ra chắn trước mặt của Vân Khê. Nhìn vết máu trên mặt của muội muội, nàng ta hoảng hồn. Nữ nhân này, người thực là xấu xa. Vân Tiểu Mặc tức giận, tưởng tượng thấy nếu một cái tát này rơi vào trên mặt của mẫu thân thì khuôn mặt chẳng phải là bị hủy đi rồi sao? Chúng ta đừng để ý tới nàng ta, thái tử ca ca sớm muộn gì cũng sẽ hiu nàng ta thôi. Thanh âm mềm nhũn của Nam Cung Anh bật ra. Ấy, tại sao? Vân Tiểu Mặc không giải thích được. Nam Cung Anh vẻ mặt già dặn rồi nói. Bởi vì thái tử ca ca thường xuyên ở trong vương phủ chúng ta khi dễ nha hoàn. Nha hoàn vương phủ chúng ta so với nàng còn đẹp mắt hơn rất nhiều. Nam Cung Tỷ nghe thấy vậy, sắc mặt khẽ biến thành rung động, tức giận nhìn Nam Cung Anh một cái, chỉ cho là đồng ngôn vô kỷ. Là ý liền giận đến đỏ hết cả mặt lên, đôi môi phát run, chỉ nói một chữ, ngươi, nhưng mà cũng nói liên tục mười mấy lần, rồi không ra bất cứ một cái chữ nào khác nữa. Nơi cửa sổ truyền ra một thanh âm cười cợt nhỏ, Vân Khê nhạy cảm đã nhận ra, ánh mắt quét qua, lại chỉ kịp nhìn thấy một bóng lưng màu đen cùng với tay áo nhẹ nhàng. Tuy chỉ là một bóng lưng, nhưng mà lại mang cho người ta một loại cảm giác rất rung động. Bóng lưng của hắn cao ngất như là tùng, sừng sững như núi, như là vị thần phảng phất từ trên trời giáng xuống, ửu nhã không gợn sóng và bệ nghệ thiên hạ. Nam nhân này quả nhiên rất có khí thế. Giờ phút này, ngắm nhìn không tiếng động. Vân Khê sống đã hai kiếp, tự nhận là quen biết rất nhiều người, gặp người mạnh mẽ cũng không ít, nhưng có lẽ không có một người nào có thể làm cho nàng có cảm giác rung động giống như lần này. Chỉ là một bóng lưng lại làm cho nàng tự nhiên sinh ra một loại kính sợ. Cái nhìn này đã trở thành thiên cổ. Nàng âm thầm nhắc nhở bản thân mình, nam nhân như vậy chọc không nổi, sau này thấy hắn thì nàng nhất định phải đi đường vòng. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc. Người đọc Annie. Con nít không nên nhìn. Màu quang của Nam Cung Tỷ chợt tối, âm lãnh vô cùng.
Nữ nhân này quả thực là to gan lớn mật, ở trước mặt của hắn mà còn dám đánh chắc phi của hắn. Đánh chó còn phải nhìn mặt chủ chứ, nàng căn bản không đem thái tử của hắn để vào trong mắt rồi. Người lui ra. Lại ý liền vốn còn muốn làm gì đó, lại bị ánh mắt lạnh như băng của hắn làm cho dọa sợ, không dám nhiều lời nữa, tức giận xoay người rời đi. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Vân Khê một cái, mối thù này nàng sẽ nhớ kỹ, sớm muộn gì nàng ta cũng sẽ đòi lại gấp bội. Khoan đã, người vũ nhục con của ta cứ như vậy mà muốn phủi đít rời đi à? Ta đây chẳng phải là rất không có mặt mũi à? Lại ý liền đang muốn cất bước rời đi, chợt nghe được phía sau truyền đến một câu nói như thế, nàng ta cơ hồ cho là mình đã nghe nhầm. Người nói cái gì? Nàng ta quay đầu nhìn lại, kinh ngạc hỏi. Thì là ta nói, người vũ nhục con của ta cứ như vậy mà muốn phủi đít mà đi à? Ta đây chẳng phải là rất không có mặt mũi hay sao? Ngữ điệu uyển chuyển nhẹ nhàng, giống như là lời nói buổi tối có ăn cơm hay không. Nhưng mà chỉ là do La Ý Liên nhìn nàng mới thấy được đáy mắt nàng trượt lóe lên sát ý, giống như là một mảng băng nổi, loại lưỡi đào sắc bén bắn vào trong mắt của nàng, làm cho nàng ở trong nháy mắt như là bị mù, tâm thần hoảng hốt. Có trò hay để nhìn rồi. Long Thiên Thần cùng với Bạch Sử Mục hai người bị vây trong hưng phấn cực độ, đi theo Vân Nương Tử thực sự là không sai, tới chỗ nào cũng đều có tiết mục đặc sắc để nhìn. Lại ý liền hít sâu một hơi, rốt cuộc tỉnh táo lại, mặt đỏ lên, chỉ thẳng vào Vân Khê rồi mắng to. Tiện nhân, người vẫn còn muốn như thế nào nữa? Người bất quá chỉ là tiểu thư phụ tướng quân thôi, hơn nữa còn chưa thành hôn, đã là sanh răng giã chủng. Người cho rằng người còn có mặt mũi ở lại cái thành Thấm Dương này à? Ta mắng như từ ngươi đấy thì làm sao? Chẳng lẽ mắng sai à? Hắn chính là giã chủng có cha sinh không có cha dưỡng. Giã chủng? Giã chủng? Cả tòa Quỳnh Hoa Lầu quanh quẩn tiếng chửi rủa bại hoại tức giận của nàng. Mọi người ở đây không khỏi nhíu mày, không ngờ thái tử Trác Phi lại là một người đàn bà chanh chua như vậy. Những lời nói âm tàn sắc bén không ngừng vang lên, như thể là không hề có giáo dục. Nam Cung Tỷ cũng nhíu mày không vui, đối với nàng lại càng thêm chán ghét. Nàng ta quá hư rồi, dám nói người là giá chủng, nàng mới là giá chủng đấy. Nam Cung Anh nhíu cái mũi nhỏ nhỏ lại, vì Vân Tiểu Mặc mà bất bình dùm, sau đó nghiêng đầu nói. Nhưng mà bất quá, giá chủng rốt cuộc là cái gì nhỉ? Vân Tiểu Mặc hừ hừ nói. Hẳn là lời mắng người, ta mới không thèm để ý tới nàng ta, coi như nàng ta đang ô nhiễm môi trường là được. Nam Cung Anh ngước mắt lên, hai mắt lóe lên tim hồng. Tiểu Mặc, người thực sự lợi hại đấy, còn có thể dùng thành ngữ bốn chữ thâm sâu. Trên trán rơi xuống một giọt mồ hôi, Vân Tiểu Mặc cùng với Tiểu Bạch nhất thể sợ run cả con người. Đây là thành ngữ sao? Nó thâm ảo à? Đường đường là thái tử Trác Phi, lại có bậc này tu dưỡng sao? Tại hạ hôm nay đã được mở rộng tầm mắt rồi. Đồng Phương Vân Tường cau lông mày lên, từ trong lòng lộ ra mỹ cảm từng chút một thẩm thấu ra ngoài. Cao quý mà ưu nhã, thâm trầm mà nội liễm. Là ý liền sắc mặt trực tiếp từ đỏ biến thành màu tím. Khuôn mặt của Nam Cung Tỷ lại lạnh nhạt, một đôi mắt tàn bạo nhìn qua, làm cho là ý liền trong nháy mắt lâm vào trong nước sôi lửa bỏng, đau khổ khó nhịn. Tối nay không phải là có phù dung yến này sao? Tại sao lại không có tiếng nhạc ca múa? Ở bên trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Vân Khê từ đi đến trước cây đàn, nó vốn đã được chuẩn bị cho yến hội ngày hôm nay, ngón tay nàng tùy ý run rẩy, gảy ra vài tiếng. Không bằng ta sẽ đàn một bản đi, để cho mọi người được tiêu khiển. Như thế nào? Không cần bất cứ sự đồng ý gì, chuyện nàng muốn làm, không có ai có thể ngăn trở. Nàng yêu nhã ngồi ở trước đàn, cười nói tự nhiên. Khúc đàn của ta là đặc biệt đưa cho Thái tử Trác Phi, tên là Mỹ Nhân Trì Mộ. Là ý liền gả cho Thái tử, so ra lớn hơn Thái tử 2-3 tuổi liền. Hiện tại 5 tháng lại càng thêm suy sắc, không cách nào so cùng những nha hoàn xinh đẹp. Nàng cố ý dùng cái mệnh danh này, căn bản là để cười nhạo châm chọc Thái tử Trác Phi. Mọi người ở đây ai ai biết chuyện, tự nhiên sẽ hiểu rõ thâm ý ở trong đó. Mọi người ẩn nhẫn, không dám cười cười lên tiếng. Là ý liền đang muốn phát tác, thì tiếng đàn đã du dương vang lên. Tiếng đàn chợt cao chợt thấp, yêu nhã uyển chuyển, như là có cầu nhỏ nước chảy thành nhã, có sơn tuyền quanh thân, có uyên tĩnh, có hồ tuyết lạnh băng, cũng có đầm sâu u thủy. Ngón tay ngọc như bay ở trên dây đàn cầm bắn ra vỗ về chơi đùa, khúc đàn kia như giống một dòng suối mát chảy vào trong lòng của mỗi người, mát mẻ mà linh động, làm cho người ta không tự chủ được phải say mê trong đó. Cả Huỳnh Hoa Lâu Đô lâm vào trong yên lặng, tiếng đàn thực sự là rất đẹp, phảng phất như là từ trên những tiếng trời. Ở giữa sàn nhảy,
Một thân ảnh mỹ lệ đi vào, thân thủ xinh đẹp, kỹ thuật nhảy như ưu mỹ. Nhìn kỹ người nọ, rõ ràng chính là thái tử Trắc Phi vừa mới mất sạch thể diện, là Ý Liên. Chẳng qua là thần sắc của nàng ta có chút trống rỗng, phảng phất như là mất hồn vậy. Mọi người thấp giọng lên tiếng, vừa nghe cầm khúc, vừa thưởng thức vũ đạo, quả thực chính là một loại hưởng thụ xinh đẹp. Lúc này, giai điệu chậm rãi đột nhiên thay đổi, tiếng đàn biến thành âm thanh quỷ dị, xâm nhập vào trong tai mọi người, làm cho người ta không rét mà run. Những khách nhân đang nín thở xem xét đều cảm thấy rất khác thường, toàn thân đều nổi da gà, đây rốt cuộc là khúc đàn gì vậy? Làm sao đột nhiên lại trở nên âm trầm kinh khủng như thế này? Tiếng đàn thực sự giống như là có chút không đúng. Có phải là đã đàn sai rồi hay không? Long Thiên Thần kinh ngạc lên tiếng, sau đó liền thấy ở chính giữa sàn nhảy xảy ra sự khác thường. Này, nàng ta làm sao lại cởi hết cả y phục thế kia? Long Thiên Thần trợn tròn con mắt, có chút không thể tin được. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là nhanh chóng bịt kín mắt của mình vào Vân Tiểu Mặc, còn trong miệng lầm bầm cằn nhằn nói thầm. Này, con nít không nên nhìn. Toàn trường thổn thức, nhất tề hút khí, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Thái tử Trắc Phi như vậy, nhưng mà tại chỗ này lại nhảy thoát y. Này, không phải là quá mức táo bạo rồi à? Sắc mặt của Nam Cung Tỷ trong nháy mắt xảy ra biến hóa, đen như là than hôi. Ở giữa cái sàn này, kỹ thuật nhảy như là Ý Liên càng ngày càng xinh đẹp, vòng eo như rắn nước cùng với sức vặn vẹo, vẻ mặt mi hoặc đến mê người, cũng là những nữ tử thanh lâu thu hút khách đêm, ống eo làm dáng không khác gì khác nhau. Khác người hơn chính là, nàng ta lại làm trò trước mặt của mọi người, vừa khiêu vũ, vừa đem quần áo của mình từng cái một bỏ ra. Trên khuôn mặt không có vẻ gì là xấu hổ, ngược lại còn nhuộm đầy, đỏ ửng dị thường, làm cho người ta không khỏi có chút ý nghĩa kỳ quái. Trong khoảnh khắc, sắc mặt của Nam Cung Tỷ thay đổi 3 lần, đột nhiên hắn giận dữ, vỗ bàn đứng dậy. Mặc dù hắn không đem chuyện của La Ý Liên coi quan trọng, nhưng mà nàng ta là nữ nhân của hắn làm cái trò cởi đồ trước mặt mọi người, điều này khác gì tát vào mặt của hắn đâu. Ngừng, người đang làm cái gì đấy? Còn không ngại đủ mất mặt xấu hổ hay sao? Nam Cung Tỷ bước đến phía trước, muốn xem La Ý Liên kéo khỏi sàn nhảy. Người buông ra, ta muốn khiêu vũ. La Ý Liên lúc này đã lâm vào trạng thái phát điên, căn bản không sợ hắn uy hiếp, vẫn không quên người dãy dụa vòng eo, vừa tiếp tục cởi ra xiêm y trên người. Một mảng lớn da thịt tuyết trắng bại lộ ở trong không khí, đưa tới xung quanh một màn mảnh hút thanh lớn hơn nữa. Nam Cung Tỷ sắc mặt khó nhìn hơn, ánh mắt hắn âm hẳn bắn thẳng về phía của Vân Khê vẫn còn đang đánh đàn. Nàng ta nhàn nhạt khẽ cười, hình như là đang tập trung đánh đàn. Trên khuôn mặt tinh khiết là sự yên lặng cùng với an bình, hoàn toàn không hợp với tiếng đàn quỷ dị từ đầu ngón tay nàng ta gảy ra. Hắn chậm rãi hoài nghi, tiếng đàn đầy quỷ mị kia đến cùng là xuất phát từ tay nàng ta hay không? Vân Khê, bổn thái tử ra lệnh cho người mau dừng lại. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Hắn ra tay. Ra lệnh, trên đời này không có ai có thể ra lệnh cho ta đâu. Vân Khê bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mờ quang lóe lên, bên trong ẩn chứa ánh sáng thị huyết, khóe miệng mỉm cười, tựa tiếu phì tiếu, kèm theo ánh mắt là ánh mắt lấp lánh, tia sáng quỷ dị. Đầu ngón tay của nàng đột nhiên xẹt qua một cây cầm huyền, tranh một tiếng, tình tình vang lên, theo tiếng sát ý, dọa lặng Nam Cung Tỷ lùi vài bước, sát ý kia cũng không lập tức biến mất. Đầu ngón tay có tiết tấu gõ ở trên mặt bàn, không nhanh không chậm, không ảnh hưởng bởi tiếng đàn quỷ mị từ ngoài cửa sổ truyền vào. Hai hàng lông mày mi đậm của hắc y nam tử nhẹ nhàng nhói động, ở trong lúc đó nháy mắt thâm thúy thoáng qua, đen tối khôn cùng. Nàng lại am hiểu tinh thông thuật pháp lấy tiếng đàn thao túng lòng người, thuật pháp này đối với người trong tức giận nhất định có sự hiệu quả. Tính toán quả nhiên là khôn khéo. Nàng cố ý chọc giận thái tử Trắc Phi chính là để có cái để thao túng tâm ma của nàng ta, thao túng tất cả hành động của La Ý Thiên dựa theo ý nguyện của nàng. Thủ đoạn quả thật là cao minh. Dùng phương pháp này để báo thù La Ý Liên, quả thực là dùng chính giết người không là thấy máu. Thái tử muốn truy cứu trách nhiệm nhưng cũng không thể được, dù sao ở dưới con mắt nhìn trừng trừng của mọi người, tất cả mọi người đều nghe được tiếng đàn, những người khác thì đều bình yên vô sự, chỉ có một người là thái tử Trắc Phi nổi điên. Những điều này căn bản không đủ để chứng minh tiếng đàn của nàng ta là làm trò quỷ. Nàng ta trả thù thái tử Trắc Phi, thái tử cũng không cách nào làm được gì nàng ta, chỉ có thể ăn một bực mà thua thiệt thôi. Đáy mắt của hắn tình quang bán loạn, ở trên người nữ nhân này rốt cuộc có bao nhiêu điều bí mật và thú vị, hắn càng ngày càng hiếu kỳ. Dung Tiểu Hoa trong lúc vô tình ngước mắt nhìn, vừa vặn gặp khóe môi của hắn đang nổi lên nụ cười muốn đùa giỡn, ngần ngờ tựa như là gặp quỷ. Ở trong đầu vụt sang 2 chữ, yêu nghiệt, nam nhân này từ nhỏ đã có bản lĩnh mê hoặc lòng người.
Bằng hộ pháp mới thấy khóe miệng của hắn nổi lên ý cười, cũng ngẩn người. Trong ấn tượng của nàng ta, tôn chủ rất ít khi cười, nhưng nếu một ngày kia thấy hắn cười, như vậy nhất định là có người sẽ gặp xui xẻo. Nhưng hôm nay, nàng cảm thấy nụ cười này có chút quỷ dị, không giống như là báo trước muốn chỉnh người như là ngày thường, giống như là phát ra từ nội tâm trong lòng muốn thử cái gì đó. Lòng của nàng đột nhiên trầm xuống, chẳng lẽ tôn chủ đối với nữ tử đánh đàn ở người, ở dưới lầu sinh ra hứng thú sao? Nàng chớp chớp mắt một chút, xem ra tất cả tâm tình che giấu ở đáy mắt. Nam Cung Tỷ chậm rãi phục hồi tinh thần, giận đến tím mặt, thoáng cái tung người nhảy lên, thân ảnh vô cùng nhanh hướng về Vân Khê bay đi qua. Màu xanh huyền khí tản mát ra, nằm ngón tay hóa thành trường đao, trong mắt đầy sát khí. Vân Khê cố ý trêu chọc khiêu khích, hoàn toàn đã chọc giận hắn. Lòng tự ái của hắn bị suy giảm, hắn cũng bất chấp đối phương có phải là cháu gái tướng quân hay không, có thể có để lại hậu quả gì hay không. Tóm lại, trước mắt ngày hôm nay, chuyện hắn suy nghĩ duy nhất đó chính là muốn chấm dứt tánh mạng của nữ nhân trước mặt. Nếu không, mặt mũi của thái tử như hắn còn tồn tại làm gì? Vân Khê, người đi chết đi! Trong miệng của hắn hét lớn một tiếng, quanh thân huyền khí lần nữa tăng vọt, ánh sáng xanh tràn đầy cả quỳnh hoa lầu, sát khí đến bức người. Khắp mọi nơi thanh âm hút không khí, nối thành một mảnh. Vân Khê lần này chết chắc. Ai bảo nàng ta cả gan làm loạn như thế, lại chọc giận thái tử, đây không phải là tự mình tìm chết thì là cái gì? Phần lớn trong lòng mọi người đều có ý thức ngữ như vậy. Phàm là người có kiến thức, cũng biết huyền giai của thái tử đã đạt đến đỉnh thanh huyền chi cảnh. Người bình thường căn bản mà bị trúng một kích của hắn thì đều không thể ngăn cản được. Càng đừng nói là Vân Khê trong ấn tượng của bọn hắn chỉ là một nữ tử yếu đuối. Nhưng mà... nàng thực sự là nữ tử yếu đuối không? Long Thiên Thần, Bạch Sử Mục và Đông Phương Vân Tường còn có cả Nam Cung Dực. Những người biết chuyện này trong lòng cũng không nghĩ như thế. Nếu Vân Khê coi như là nữ tử yếu đuối, như vậy thì những nữ tử chân chính yếu đuối rốt cuộc có thể sống như thế nào được? Tiết tấu gõ trên mặt bàn dừng lại, đáy mắt hẹp dài hiện lên tia sáng âm u. Rất nhanh, tiết tấu ngón tay khôi phục lại như bình thường. Một tay khác cầm lên chén rượu, đầu ngón thon dài của hắc y nam tử khẽ chuyển động ly rượu trong tay, phảng phất như là đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Cử động cẩn thận, làm cho người ta đoán không ra ý nghĩ. Tim của băng hộ pháp cũng đã thót lên, bởi vì nàng cảm thấy khí tức trên người của tôn chủ đã dao động. Nàng thậm chí có một loại dự cảm, cái ly trong tay tôn chủ tùy lúc sẽ trở thành vũ khí bắn ra ngoài. Nàng, hắn đang lo lắng an nguy của nữ nhân dưới lầu sao? Rất nhanh, nàng đã biết được đáp án. Huyền khí màu xanh như là một loại lưỡi dao sắc bén đánh về phía trước mặt của Vân Khê. Mọi người đều thót tim, yên lặng ngắm nhìn. Vân Khê vẫn ngồi yên tại chỗ như cũ, mà gãy lấy cầm huyền, không vội cũng không nhanh. Lông mi rất dài ở dưới mắt của nàng che thành một vòng cung duyên dáng, màu quang như là nước chợt lóe. Muốn lấy mạng của nàng chứ gì? Quả thực là muốn chết đấy. Huyền khí ở đầu ngón tay từ từ ngưng tụ, mỗi một dây đàn bị gảy ra đều mang theo nồng đậm âm vận, tiếng đàn cũng trở nên càng thêm tào nhã và nặng nề. Kiếm của Nam Cung Tỷ đâm phá hư không, mang theo một trận kiếm gió đâm tới gần của nàng. 10 tấc, 8 tấc, rồi 6 tấc. Ngón tay kích thích cầm huyền, vận sức chờ phát động, đôi môi lạnh lùng nhếch lên, lộ ra nụ cười âm lãnh. Mũi kiếm cách trước ngực của nàng chỉ còn kém một tấc, đầu ngón tay của nàng sắp rơi đến cây cùng. Lúc này, từ cửa sổ nơi lầu 2, một loại khí tức vô hình đột nhiên phá hư không mà đến, cùng huyền khí màu xanh của Nam Cung Tỷ đánh ra vừa vặn va chạm ở phía trên cây đàn. Chỉ nghe chanh một tiếng, giòn vang, cầm huyền gãy lìa, mà Nam Cung Tỷ cũng bị bắn bay ra phía ngoài, giống như là một con diều bị chặt đứt dây, chỉ có thể dựa vào lực nơi tự do mà là xác định ra tung tích, cuối thì ngã ở trên mặt đất một thân chật vật. Khí lạnh phát qua trước mặt của Vân Khê, suy rối mái tóc mai của nàng, mà nàng vẫn không nhúc nhích, bình thản ung dung. Vân Khê híp mắt lại, thu lại cầm huyền đánh sắp rời tay. Ánh mắt của nàng trong trèo lạnh lùng rơi vào trên một cái lý uống rượu bên cạnh cầm huyền, sau đó quay đầu nhìn về sương phòng phía lầu 2, đôi mắt đẹp lưu chuyển, đầy hào quang rực rỡ đẹp không sao kể xiết. Đúng lúc này, ở giữa sàn nhảy, sau khi tiếng đàn biến mất, là Ý Liên cũng tỉnh lại, cúi đầu nhìn thấy trên người của mình chỉ còn lại chút ít vải, không khỏi kinh hồ. Tại sao lại có thể xảy ra chuyện gì? Chuyện gì vậy? Đáy mắt của nàng tràn đầy sự kinh hoàng và thất thố, bộ dạng điềm đạm đáng yêu kia cũng làm cho người ta phải đau lòng. Sau khi ánh mắt của nàng tiếp xúc đến Vân Khê, bối rối trong ánh mắt kia lập tức tán loạn thành hai tia nhìn ngoan lệ. Là ngươi, nhất định là ngươi cố ý thiết kế hại ta, nhất định là ngươi. Là Ý liền nhặt xiêm y của mình, vùng vãi trên mặt đất ôm ở trước ngực, bảo vệ da thịt lõa lổ. Trạng thái ánh mắt của nàng có chút điên cuồng, khó có thể tiếp nhận được chuyện tàn khốc như vậy. Ngay sau đó, nàng tựa như nổi điên xông về phía Vân Khê, muốn đem nàng ta bóp chết. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.
Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Lộ ra sát cơ. Nàng đường đường là thái tử Trắc Phi, thân phận tôn quý đến bậc nào, nhưng mà hôm nay lại làm trò hề trước mặt nhiều người, bảo nàng sau này còn mặt mũi nào ở trong phủ thái tử mà ra oai. Đừng nói sau này có được lực lượng thái tử sùng ái hay không, chính là vị trí thái tử phi, sợ rằng ngày sau cũng không thể đạt được nổi nữa rồi. Tất cả hết thảy tội lỗi, toàn bộ quy tội cho Vân Khê, chính nàng ta là đầu sỏ hại mình đi hết thảy. Là Ý liền hai mắt đỏ ngầu, hướng Vân Khê đánh tới, móng tay sắc bén giơ lên, chụp vào cổ của Vân Khê. Vân Khê yên lặng nhìn La Ý Liên như một kẻ điên nhào về phía trước, trong lúc bất chợt lông mày của nàng nhướng lên, ánh mắt lộ ra hàn quang, những ngón tay xanh nhạt đặt ở nơi cầm huyền chưa ngừng, huyền khí cuồng bạo ở đầu ngón tay trong nháy mắt đã ngưng tụ, tạo thành một vòng như nước xoáy. Cầm huyền khẽ run lên, bong 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 vài tiếng vang lên. Giết một thái tử có lẽ sẽ mang lại cho Vân gia vô cùng vô tận phiền toái, nhưng giết một thái tử Trắc Phi, nàng cũng không tin là hoàng đế lão kia sẽ vì một nữ nhân không quan trọng gì mà cùng với Vân gia, kẻ nắm giữ hơn phân nửa quân quyền Nam Hy quốc mà trở mặt với nhau. Thái tử Trắc Phi, giới vũ nhục con ta, cũng đã phạm vào tối kỵ của ta rồi, hiện tại lại muốn động đến ta à? Trên ngũ quan sinh sản bỗng dưng tàn mát ra một cỗ khí thế khó tả, đó là một loại ngạo khí bẩm sinh áp đảo mọi người trên đời, làm khiếp đảm lòng người. Đầu ngón tay của nàng bắn ra một cái, mang theo sát ý, đạo khí kêu vô hình giống như là một thanh lợi kiếm chạm vào mặt đánh tới. Đồng thời, cùng thanh âm là một cái ly uống rượu rơi xuống đất vang lên. Vân Khê híp lại mắt lạnh, nhìn La Ý Liên phía trước thẳng tắp té xuống, hai mắt nàng mở trừng lên, khó có thể hình dung không cam lòng, trên trán của nàng lưu lại một vết thương, rõ ràng là bị một khí cụ cứng rắn đả thương. Nàng lạnh lùng nhìn, không một chút đồng tình thương hại. Dám phạm vào người của nàng sao? Đồ đáng chết. Dám vũ nhục thị nhi tử của nàng, lại còn đáng chết một vạn lần nữa. Tầm mắt của Vân Khê trách đi, nhìn chén rượu trên mặt đất, giống nhau như đúc với chén rượu từ trên lầu ném xuống. Kẻ nào? Rốt cuộc là người nào dám âm thầm đả thương người? Nam công tử được tùy tùng giúp đỡ, từ trên mặt đất bò lộ ngổm dậy, khuôn mặt của hắn tối ùm, hai tay nắm chắc được thành quyền, gần xanh nổi lên. Người mà hắn nhìn trước hết không phải là Vân Khê, cũng không phải là La Ý Liên, mà là đem ánh mắt thẳng tắp bắn về phía bệ cửa sổ lầu 2, nơi có một lỗ nhỏ trên cửa sổ, nơi chén rượu được ném ra. Hiện trường hoàn toàn yên lặng, cả Quỳnh Hoa lầu tựa hồ là cũng được bao phủ bởi một mảnh hàn khí âm trầm, được tạo thành dưới sự phẫn nộ của Nam công tử. Đại đa số mọi người đều khẩn trương, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Kẻ nào? Rốt cuộc là người nào? Có giỏi để lăn ra đây cho bổn thái tử. Nghe tiếng gầm từ dưới lầu của Nam công tử, Vân Khê nhíu mày, cũng tò mò nhìn về phía bệ cửa lầu 2. Mục đích tột cùng của hắn là gì? Tại sao lại cố ý thay nàng che giấu chuyện giết người? Nàng cũng cầm huyền giết người, tốc độ cũng quỷ dị, những người khác không thể nào thấy được đâu. Song chén rượu của hắn đả thương người lại quá rõ ràng. Hiện tại thái tử Trắc Phi hắn đã giết chết không thể nghi ngờ. Phản ứng đầu tiên của mọi người là nghĩ đến chủ nhân của chén rượu đã giết người, mà nàng thì lại trở nên vô can. Hắn làm như vậy là vô ý hay cố ý? Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ rước họa vào thân sao? Chẳng lẽ hắn không biết đối phương là thái tử của Nam Hy quốc, không phải là dân chúng tầm thường có thể trêu chọc được? Dung Thiếu Hoa rơi lên đuôi lông mày, nhìn về hắc y nam tử ở phía đối diện, sao hắn lại đột nhiên xuất thủ, là mình không kịp chuẩn bị. Vị Long huynh này từ trước đến giờ mắt cao hơn đầu, không có người nào có thể để vào mắt của hắn. Giờ phút này lại đối với nữ nhi của cô có nhiều chú ý như vậy, đối với nữ nhi của cô mà nói, cô không biết là họa hay là phúc. Nhớ tới vị cô rời nhà đi 20 năm, cô một mình đi không trở lại, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở dài, có lẽ hắn cũng nên đi phủ tướng quân bái phòng một chút. Tôn chủ, để cho ta đi xuống giáo huấn vị thái tử không biết tốt xấu kia một chút. Băng hộ pháp rất nhanh từ trong kinh ngạc, phục hồi lại tinh thần, đổi lại khuôn mặt lạnh như băng. Ngón tay thon dài đưa ra, thân hình anh tuấn cao ngất không có một chút nào báo trước liền đứng dậy. Băng hộ pháp nhìn lên tôn chủ, đáy lòng tự nhiên sinh ra một loại kinh ý. Trong đôi mắt đen thâm thúy của hắc y nam tử có hai tia lửa, đôi môi hoàn mỹ khẽ nhếch lên rồi nói. Sẽ đi gặp bọn họ. Dưới lầu, tiếng gầm gừ của Nam công tử vẫn còn tiếp tục, rất nhiều người cũng không khỏi âm thầm lắc đầu. Thái tử ngày bình thường tính tình thoạt nhìn rất trầm ổn, nhưng tính khí nóng nảy như vậy, không để ý đến uy nghi của thái tử, giống to kêu nhỏ, thực sự là để cho bọn họ phải thất vọng. So sánh với Tĩnh Vương gia thì người ta chứng chạc cùng với cờ trí hơn, khó trách hoàng thượng lại sùng ái Tĩnh Vương gia. Nam cung Dực thờ ơ lạnh nhạt, khẽ rũ mì mắt xuống, ở bên trong ẩn dứa, chứa, nhàn nhạt châm chọc, thái tử một nước cũng chỉ có tù dưỡng như thế thôi. Hắn rất mong đợi để phụ hoàng biết được chuyện này sẽ phản ứng như thế nào. Một cuộc yến hội như vậy, bởi vì xuất hiện một nữ nhân thế kia mà bị quấy rối đến lòng trời lở đất.
Thái tử chắc vì ở trước mặt mọi người múa thoát y, cười cởi cả áo, hiện tại đã chết oan chết uổng, mà thái tử thì sao? Khoa trương hơn, vậy như là muốn đối chứng về việc giết người vậy. Ban ngày thuộc hạ của hắn thấy được hắn bị nữ nhân kia làm cho nhục nhã, nếu so sánh với thái tử thì căn bản không coi ai ra là cái gì. Hắn thậm chí còn muốn cảm tạ nữ nhân kia, trợ giúp hắn ở mặt trái của dư luận chế giễu thái tử, cuối cùng thì người thu lợi cũng vẫn là hắn mà. Đúng lúc này, cửa của thang lầu truyền đến tiếng bước chân. Mọi người nhất tề ngẩng đầu nhìn tới. Một bộ áo bào trắng đập vào mi mắt mọi người đầu tiên. Mỗi người ở đây đều có chút cảm giác, chút nín hơi. Ngay cả Nam Cung Tỷ đang tức giận cũng không ngại lệ. Nam tử đẹp nhất thế gian này cũng chỉ là như thế thôi. Gương mặt trong trẻo lạnh lùng như xương, môi mỏng tươi đẹp, màu hồng như anh đào mới nở, da thịt trắng nõn nà. Hơn nữa hấp dẫn người ta chính là một đôi con người hẹp dài diêm dúa lẳng lơ, nhìn quanh phong lưu vô hạn. Trong tay của hắn là chiếc phiến 12 cánh, nhẹ tay lay động vài cái, tóc trên đầu vai của hắn lộ vẻ phiêu giật, xuất thần, phong hoa tuyệt đại. Mọi người đều rối rít suy đoán, người này rốt cuộc là người nào? Hắn nhất định không phải là nhân vật chính bên trong thành Thấm Dương, vì một nhân vật phong hoa tuyệt đại như vậy, bọn họ nếu gặp mặt, tất nhiên sẽ không quên được. Phong từ cùng khí chất có thể thắng được Tĩnh Vương gia, người đứng hàng thứ ba ở bảng Mỹ Nam thiên hạ, như vậy không nghi ngờ chút nào, hắn vô cùng có khả năng chính là một trong hai vị đứng phía trước. Trái tim của các khuê tú đại gia đã nảy lên, sắc mặt hồng đỏ, nếu có thể cùng với nam tử như vậy cầm tay mà đi dạo, chính là chuyện tuyệt vời nhất cả thế gian, chỉ sợ dù được hắn nhìn có một lần thôi, các nàng cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Song để cho bọn họ rung động hơn đó là, ở phía sau nam tử áo bào trắng còn có một người, lần này đại đa số bọn người trực tiếp là tim đập trận một nhịp, cơ hồ là quên mất cả hô hấp. Nam tử như vậy chỉ có ở trên trời thôi. Ngũ quan tỉ mỉ như là điều khắc, phối hợp đến cực kỳ hoàn mỹ, tìm không ra một chút tỉ vết. Dung mạo của hắn tuấn mỹ trí dực, đôi mắt sáng lưu chuyển, giống như là trong một ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm, rồi lại lạnh lùng như là sương lạnh. Hấp dẫn người ta nhất chính là khí chất nghiêm nghị bế nghĩa thiên hạ, hắc bào không có nửa điểm thoa văn. Lại càng tản ra hơi thở thần bí trong bóng tối, thực sự giống như là một vị thần lầm lạc ở chốn phàm trần, giơ tay nhấc chân, khí chất phiêu giật linh hoạt kỳ ảo bất luận kẻ nào đều cũng có thể bắt. Không biết có phải là ánh sáng chiết xạ của ngọn đèn dầu hay không, hay là ánh mắt mọi người xuất hiện choáng váng chốc lát, phía sau lưng hắn phảng phất xuất hiện một đạo hào quang màu vàng rất đẹp mắt, đưa cả người bao phủ lại. Hắn lười biếng dạo bước mà đến, yêu nhã bước xuống bậc thang, mái tóc xõa trên đầu vai tùy ý mà bay lên, nổi bật lên cả người tiêu sái không kiềm chế được, nhưng mà lại không thiếu nội liễm. Hắn trong trẻo lạnh lùng xoay chuyển ánh mắt, từ từ rơi vào trên người của Vân Khê, khóe môi không lên tiếng động hé ra một nụ cười tiêu sái tùy ý. Vân Khê khẽ liếc mắt, liền đối diện với ánh mắt kia. Trong phút chốc, vô số hào quang lưu chuyển, nàng như nhìn thấy ở đáy mắt của hắn thâm thúy như là một đóa tuyết liên trên đỉnh núi băng đang nở rộ trong im lìm. Trong lòng đột nhiên giật mình, không phải vì hắn tuyệt thế tào nhã, mà cũng không phải là do khí chất dị thế độc lập, mà là từ trên dung nhan của hắn, nàng cảm thấy mấy phần quen thuộc. Là cái gì đây? Trong khoảng thời gian ngắn nàng nghĩ không ra. Hắc y nam tử đứng thẳng không nói, hai đạo ánh mắt không có chút cố kỵ nào rơi vào trên người của nàng, phảng phất như có thể xuyên thủng hết thảy tiếng lòng. Hai trong mắt đen như bảo thạch của Vân Khê thẳng tắp nhìn tới, màu quang cùng hắn chạm vào nhau, đáy lòng hiểu rõ, một loại hơi thở giống nhau lan tỏa ra đầy dẫy. Người này rõ ràng chính là người quen phát hiệu lệnh, trong xương của hắn lộ ra khí phách, lãnh ngạo cùng với khí thế bễ nghễ hết thảy, đây là điều nàng quen thuộc nhất. Ánh mắt nàng đột nhiên ảm đạm xuống, sau đó từ từ bắn ra hai ánh mắt lạnh lùng, giống như là một lưỡi dao sắc bén xuyên thẳng đáy mắt của đối phương. Hắc y nam tử khẽ ngây người, u quang trong đáy mắt lưu chuyển, nụ cười ở khóe mép lại càng thêm rõ ràng. Hai người không tiếng động nhìn nhau, tựa như đang âm thầm phần cào thấp, người nào dịch chuyển ánh mắt trước, đó là thua. Trong thiên địa phảng phất như chỉ còn lại hai người bọn họ, yên tĩnh không tiếng động, chỉ còn âm thanh tranh đấu. Ngọn đèn dầu nhu hòa chiết xạ ở trên người của hai người, vẽ thành một bức tranh duy mỹ. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.